anh trả tiền đi rồi năng em anh khỏi hoàn thành được không? Được, ngon lắm, tráng miệng, vừa miệng dễ vô. Anh ta bỏ em rồi. Cái đó kẹo hả? Dạ. Cái kẹo hả? Dạ, kẹo hồ lô. Ở trong đó có cái gì? Dạ, ở trong có đẹp. Biết gì không mọi người? Ở trong có gì? Ở cái gì má? Cái này nè. Ở trong đó có cái đó bao nhiêu một xôi? Bây giờ nhớ thật sự ở đây chia sẻ thiệt mọi người ơi, cho nên là khi mà mình đi phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ á, cái cảm giác cảm nhận đau hoặc là cái cảm giác của mình thì mỗi người nó sẽ mỗi khác. Riêng em thì tỉnh dậy thì nước mắt em là chảy đầu tiên, tại vì sao sung sướng quá mình được làm con gái. Có nhiều anh chị thì em nghe kể là thì cũng có nhiều anh chị là người ta sẽ bỡ ngỡ, người ta bỡ ngỡ kiểu là ủa tự nhiên mình đang có cái này mà giờ nó thành cái khác. Nhiều khi người ta bị cầu bị sản hút mê á, tâm lý ai cũng vậy, làm ngực cũng vậy mà, làm ở trên cũng vậy, mổ xong có người khóc khóc hoài luôn á, người ta không tỉnh, mình kiểu như là người ta chưa bình tĩnh chưa hoàn hồn. Còn em thì định hình được hết rồi, em mổ nhiều lần rồi, tính ra anh cũng có thể là anh mổ có 18 lần chứ nhiều hơn. Nhiều quá, mở ví là khùng luôn vậy đó, mở ví là khùng. Còn còn là nè, tự nhiên anh cắt rồi, người ta cắt một cổ dài, tự nhiên cắt một cổ dài. Em nói thiệt mà, tại vì mỗi người nó sẽ có mỗi cái mô hình khác nhau, ví dụ như bác sĩ đưa cho mình cái cuốn Atolo đi nè, mình lựa. Không, cái cần cẩu tôi là cắt méo qua chưa, chưa phải, bác sĩ đưa cuốn Atolo cũng như là mô hình của chuột tiến xuống vàng mão thành tiền mỏ của thằng chuột thời. Thì bội nhiên nhìn thấy thiên nga cần cổ dài quá, bội nhiên làm theo cần cẩu của thiên nga thì nó vui vẻ, để cho nó đẹp vậy thôi đó. Còn ai muốn bội nhiên cắt chưa thì cứ liên hệ với Facebook Gidona đó. Còn ai muốn khám phá cái động phong nha liên hệ với Facebook Mi System, vui vẻ không quạo nhận chia bê hường đó. Dạ, chứ bây giờ hỏi thì đôi khi thì ai cũng vậy, anh hiểu không? Đôi khi giờ anh nghĩ em cắt chưa? Ngày đầu tiên em chụp con à, còn bây giờ bây giờ thì chết rồi, bây giờ vẫn còn luôn. Ừ đó, dạ bây giờ em cũng còn tu lẳng bình thường đúng không? Đầu tiên anh tưởng còn và bây giờ vẫn còn, mà đầu tiên anh tưởng rồi là bây giờ vẫn rồi đó, nó là gì đó. Tại vì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, người ta nhìn vào người ta sẽ không đoán được là em cắt hay chưa, và bộ nhi cắt hay chưa, nó là như vậy. Nhưng mà chế đi rồi biết mất. Đúng rồi, vô chặn đi rồi biết ha. Vô chặn đi vui vẻ, trời gầm không nhả. Nếu mà bây giờ cửa đúng rồi cửa khẩu mà mở lại thì giờ chắc chắn bộ nhi sẽ sang Thái Lan, sẽ chỉnh sửa cái phần ở trên mặt chút đỉnh. Em thì nếu có điều kiện thì em sẽ đi xa luôn. Em nói thiệt, nếu mà có điều kiện đi Hàn Quốc thì thẩm mỹ đặc mặt á, xe lại á. Ồ, vậy là quyết tâm là bỏ chữ sệ hả? Tâm mà. Dạ bữa qua, lấy mỏ má chồng. Bây giờ cái mặt bà đi qua ba thép đi, cho ổng đục hai cái gò má, đục silicon ra. Qua ông lục được gì trời, lấy mỏ má chồng được rồi. Ba thép ông cắt hết nguyên cái này. Em cũng đang tính qua ba thép em hạ cái trán em lại. Ba thép làm rất là hay. Em mà máy bay mà mở một cái đi mới thiệt, em mất dấu Việt Nam liền, em mất tiêu một tháng liền. Một tháng sau gặp lại. Em mất rồi, lấy giờ ngoài. Trời ơi, quay thì có gì qua bên Thái Lan quay. Em nằm bởi em phải anh cứ đưa cái camera man đi theo camera hành trình đó. Thì bọn Nhi đi xe ta đi xe túc túc thì bọn anh sẽ quay lại luôn. Bọn Nhi quay lại với chị gửi qua cho anh ghép lại. Cái này xì phố ngồi qua gần rồi đi. Rồi bọn Nhi đi cái gì? Cái gì tại bệnh túc túc với lại đi cái gì? Lúc mà phải không? Đi đâu má? Đi đâu? Đi từ khách sạn từ tàu điện lại đi tàu điện. Đó là xong rồi bữa nay xuống thuyền nó cho mấy con cá ăn, cá ấy đó mua và ổn vì 20-30 cái cá phóng xanh ăn. Thật sự ở Thái Lan á, mình đi tàu điện thì nó rẻ hơn. Nó rẻ á, mà nó nhanh mà nó mát. Nhưng mà phải chịu khó đi bộ. Nhưng mà đường ở Thái Lan á, đường nó còn xe nó nhiều hơn Việt Nam mà đường nó nhỏ. Đi xe ở dưới rất là lâu, kẹt xe dữ lắm. Em á bởi là ở Việt Nam em làm biếng em không đi bộ nha, chứ qua bên Thái Lan em đi bộ mà bộ không ghép. Đi bộ không? Rồi, toàn đi tàu điện. Đi bộ từ M1, em phẫu thuật chuyển giới của phần sinh dục nữ ở dưới nha. Em đi bộ từ khách sạn là chỗ ba thép. Ở bên đó đi bộ dữ lắm. Không phải như ở đây mà làm biếng mà lết có lên lầu xuống đây thì xíu không lết 24 chứ. Bây giờ đi phẫu tụi mấy ông túc túc bệnh cũng dễ thương, thấy tụi mình vậy là người ta chở giá rẻ. Đúng rồi, trời ơi, chạy ghê lắm. Nó bo một cái mà tụng lật xe đó. Trời ơi, em kêu trời không á. Đừng đặc biệt là ban đêm. Đi mà tầm giấc 6-11 giờ mà đi xe túc túc đi rồi biết sao. Chạy ghê lắm. Chạy bán mạng luôn. Đi qua đường đó là ta nhiều. Không anh. Anh đi qua đường
anh phải xin đường. Đúng người rồi, ta rất lịch sự, người ta sẽ đậu xe lại chứ không phải như Việt Nam người ta đậu lại hết. Nhưng mà nhiều khi là mình chưa có quen, mình nó ngược đường, mình lo nhìn bên đây mình thì cái xe dưới đây chạy lên nó đụng mình luôn. Nó là vậy đó, đúng rồi. Mà đặc biệt là ở bên đó đó là tàu điện ở trên thì xe ở dưới mà hai làn xe mà toàn là xe hơi, xe túc túc cái ấy không à. Còn xe mô tô nó chạy còn nhanh nữa, mô tô bay nó ít nhưng mà chạy nhanh lắm nha. Mà nó chạy là còn bán mạng hơn mấy thằng kia. Mô tô nó chạy vô đường xe luôn, nó chạy chung luôn. Bởi thành thử ra đi mà hồi lúc em ở bên đó ha, em ở lâu quá, em ở nhiều bên đó đó là em quen với văn hóa bển luôn. Đi về đây qua đường thấy hơi nhát, tại vì bên bển người ta nhường đường. Còn ở Việt Nam mình đâu có nhường, Việt Nam mình xe thưa nhưng mà xe đâu có xe dành đường. Thấy mình qua đường lại ở bên bển nó lịch sự lắm, nó dừng xe lại rất là lịch sự. Nào vậy đi chơi mà đặc biệt nha, qua Thái Lan nha, biết cái gì là xuất sắc biết không, thật sự luôn. Mấy anh công an Thái Lan mà đẹp trai dữ lắm. Trời ơi, trai ở ngoài không đẹp đâu. Vừa bước vô cái sân bay rồi trai Thái Lan bùi lít. Trời ơi cao mà mấy anh đó chắc là cao. Da ngâm đẹp lắm. Y chang là diễn viên Thái Lan sao, là bước xuống sân bay là mấy ông bùi lít đẹp y chang luôn. Không tin nè mọi người, ai mà đi Thái Lan rồi comment thử dưới đi. Công an đẹp lắm. Trời ơi tôi xanh tay. Không đẹp thiệt, thật sự rất là đẹp. Mà ở bển á mấy anh đó là đi xe rồi ít đi bộ lắm, có cái xe điện đó chạy cũng phóng lên xe là dễ sợ. Tại vì sân bay Thái Lan nó rộng lắm, đi tới mấy cổng lần mình mới ra rồi cũng phóng lên xe là dễ sợ. Bây giờ mà mở đường lại là em sẽ đi qua Thái Lan liền, em hứa danh dự. Qua bển qua bển là em định làm cái gì? Em hạ chân tóc lại tại vì trán bị cao, chứ em cột tóc cao riết á, cái nhìn kiểu nhìn bị to, đầu bị bự, tính hạ xuống, hạ chân tóc. Qua bển chắc nằm ở bển vui vẻ một tháng về. Chứ thật sự ra em cũng thích ở bên Thái nữa. Ở bên Thái á, bị đi ra đường không có bị kỳ thị. Ở Việt Nam mình nói tiếng không có nhưng mà nhìn lại vẫn còn, lâu lâu vẫn còn buồn đó. Cho nên đất nước Thái Lan là giống như là một cái xứ sở cho mọi người. Bình thường, Bele là vũ trụ. Đây đừng có đăng cái này lên công bộ lên comment đó chị. Sao vậy? Bảo mình đi kem nước tắt. Cái này quan trọng. Ờ? Thái Lan là lúc đi câu luôn tắt Việt Nam này. Cái gì đó hả? Tại vì thật sự ra là kêu về quê đó. Mấy chị em chuyển giới mà kêu đi về quê đó là một Tết xong ranh là bắt đầu là sẽ kéo nhau đi qua Thái Lan để ăn Tết, gọi là đi về quê. Như không á là cảm ho sổ mũi gì bán cho mình hộp một dĩ gì đó rồi uống chung, chứ người ta không có bán cái Việt Nam mình phần. Bởi vì còn lắm. Còn mà chuyển giới bên Ba Thép đó nha, là làm dù là làm ngực phẫu thuật ở dưới gì cũng vậy. Ba Thép cho đúng có hai loại thuốc thôi, chứ không phải như Việt Nam mình mà đi sửa mũi mà cho mấy chục loại thuốc. Thái Lan là một viên màu hồng, một viên màu trắng, chứ có viên màu vàng. Mình em nhớ có viên vàng, viên gì em quên, lâu quá quên. Viên trắng, viên hồng là uống nhiều nhất, ngày uống 3 lần. Lần uống 2 viên. Ngày uống 2 viên trắng, viên hồng. Hình như có một cử kẹp viên vàng vô nữa. Là cử sáng hay cử trưa là kẹp một cử đó vô. Mà uống vậy thôi mà cơ thể lành hết trơn. Thuốc Ba Thép mạnh lắm. Nó giống như kháng sinh vậy. Dạ đúng rồi, mà thuốc đó liều cao lắm nha. Em ở bển em uống uống xong cái đó về cái mặt em nó nổi mụn, cái ngực em nó nổi, lưng nổi lên hết trơn luôn. Mà một ngày là phải uống mấy chai nước, uống dữ lắm, thuốc rất là mạnh. Nói về mà kinh nghiệm đi hay là những câu chuyện mà đi chuyển giới đó, là hôm bữa là mấy anh ngồi quay Madame rồi đó. Madame dòng trường sương gió. Madame thường xuyên đi qua đó. Thường thường là Madame ở bên đó xuống. Madame có cái nhà để Madame nuôi.
là anh nghĩ đi, một nhà mà bả rồi thêm hai người nữa, ba người là lúc nào phải túc trực ở bên đó, là phải thay phiên nhau đi về. Tại vì mình đi qua bển một lần Thái Lan cho qua có 20 mấy ngày thôi, mình phải ở 28 ngày, 26 ngày, mình phải bay ngược trở về gần tuần, 2 tuần sau mình đi qua ngược trở lại Madame, đi rất là cực. Còn mà các chị em chuyển giới là cứ tour này đi tour kia về, người này qua là người kia về, trong nhà lúc nào cũng trên dưới gần chục mạng người, vừa đi làm ngực, vừa đi giải phẫu, vừa đi thẩm mỹ. Tại vì ba thép là làm hết tất cả, sửa mũi, cắt mắt, ổng làm hết, ổng rất là hay. Ba thép người ta gọi là cha đẻ BD mà, ổng đẻ tụi em thêm lần nữa đó, làm như buồn mũi, trời ơi, ổng cho tụi em được sống trở lại. Bây giờ mà hết dịch một cái là em sẽ qua bển em thăm ba thép liền. Bây giờ không biết kỳ nào. Qua bển thăm. Nói gì nữa? Nói gì nói chứ hả? Chuyển giới tụi em á, dù uống thuốc hay là dù có đẹp hay dù như thế nào đi chăng nữa thì quy định là 5 năm, 10 năm thì cũng phải đi tu sửa lại à. Là hết. Là lúc nào cũng phải vậy hết. Tại vì á, trong người mình á sẽ có một cái lượng hormone nam, thì nếu như mà phẫu thuật rồi thì nó sẽ ít hơn, nó sẽ đỡ. Còn không là hormone nam nó vẫn tái sinh bình thường, cho nên là phải sửa. Đơn giản em nói cái trán của em nè, thường thì em hay cột thấp, nam cột cao. Con trai là lúc nào mình cũng sẽ có chữ M, cái chữ M nó lên. Bây giờ em phải gọc cái này gấp xuống, mà bây giờ mới có 20 mấy tuổi à, mà em phải làm rồi. Em về luôn nha chị. Cảm ơn bé nha. Mình chưa có đậu quá. Cỡ như Yumi bây giờ mà đi qua bển là ba thép rộng hết cái mặt ra đó. Sửa lại. Không, tại vì Yumi là bị biến chứng silicon trên mặt. Tại vì Yumi là lúc trước đi hội chợ tỉnh mà đâu có tiền, thì cái mặt trai là mặt xương, phải bơm cho tròn đầy cái gò má. Thì cái 3 năm, 7 năm thì nó già già, thì cái da mà nó đàn hồi á, chứ không phải silicon nó nở, mà da nó đàn hồi thì nó trùng xuống. Thì bởi vì mọi người thấy là em hay chọc Yumi là sang sệ đó, là hai này trùng. Bây giờ Yumi đi qua bển là bà hết xem, rạch hai cái lỗ ở trong gò má, trùng bỏ hai cái cục đó ra. Cái này là em thấy còn một chị làm rồi, chị đi trước á, chị làm rồi, là đục hai cái gò má, đục hai cục đó ra trước, xong bắt đầu mới là căng hết da mặt lại, cắt dài từ đây qua đây, cắt dài vô xuống ót đầu, là coi như cắt hết nguyên khuôn mặt, gịch da lên, xong rồi mai lại bấm kẽm, y chang giải phẫu vậy đó, bấm kẽm lại, nó không bung gì á, là cỡ một tháng sau về là cái mặt hết hết liền, cái đó là điều trị triệt để căng da mặt, nhìn thấy nặng lắm, tại vì cắt mà cắt đây nó gịch lên, cắt mang hai lỗ tai gật hết đây rồi cắt xuống ót để gật hết này lên luôn là mới giải thoát được. Bởi vì thấy làm bị đau đó. Rất đau. Ở đây anh mỗi lần mà anh đi bệnh viện anh tiêm cái tiêm vô thôi anh thấy đau. Tụi em trâu bò nữa. Em nói thiệt luôn, ngay cả em mà bây giờ em chích hormone là nó nhà em tự chích không mà. Em tới bây giờ em không có uống hormone, tại vì em quen rồi, em sử dụng cái liều quen rồi. Là chích hormone lúc nào cũng ngồi ở nhà tự chích vô đích, tự lụi kim không riết mà giờ chai à. Đâu còn biết cảm giác kim nữa đâu. Nãy mua mình nói là mỗi lần mà chuẩn bị sửa mũi, cắt mắt hay làm đẹp hay là cái gì đó ha, hồi xưa mới sợ, sau này á leo lên giường rồi là biết sao không, đúng rồi, kệ chết bỏ rồi đó, nhắm mắt làm lại vậy đó, chết bỏ, cứ nghĩ vậy thôi, nhắm mắt rồi ngủ đi, chuyện gì tới sẽ tới. Bởi vì bị đê liều